Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung. Đề nghị tặng bằng khen trưởng thôn đưa 115 người lên núi tránh sạt lở. Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai vừa có báo cáo gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này về việc đề nghị khen thưởng các cá nhân có thành tích trong khắc phục hậu quả mưa bão trên địa bàn. Ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này xem xét tặng thư khen và trình Thủ tướng tặng bằng khen cho 5 cá nhân gồm 1. Ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Ông Diệp là người nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, vì người dân trong thôn thường xuyên lắng nghe, nắm tình hình và tiếp thu ý kiến của người dân. Đặc biệt, ông Diệp đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm, cứu nạn tại thôn Làng Nủ. 2. Anh Vàng Xeo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà. Anh Chứ là người gương mẫu, uy tín trong cộng đồng, đã kiểm tra, phát hiện sạt lở đất kịp thời, kiên quyết vận động 115 người dân di tản tới nơi an toàn. 3. Ông Nguyễn Quốc Đại, khi phát hiện tàu lạ trôi trên sông Hồng đêm 9 tháng 9, ông cùng hai công dân khác ra sông lai dắt được một tàu lạ theo hướng về phía huyện Bảo Thắng, tránh được hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi tàu va vào các trụ cầu. Ngoài ra, ông Đại cũng tích cực tham gia công tác cứu hộ các hộ dân trong vùng ngập lũ. 4. Ông Vũ Văn Biên, khi phát hiện tàu lạ trôi trên sông Hồng đêm 9 tháng 9, ông Biên đã không ngại nguy hiểm cùng với hai công dân khác ra sông lai dắt được một tàu lạ theo hướng dòng chảy kéo về phía xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tránh được hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra khi tàu va vào các trụ cầu. 5. Ông Vũ Văn Lái, khi phát hiện tàu lạ trôi trên sông Hồng đêm 9 tháng 9, ông Lái không ngại nguy hiểm cùng với hai công dân khác ra sông lai dắt được một tàu lạ theo hướng về phía xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng. Sở Nội vụ Lào Cai cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 cá nhân gồm 1. Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 Quân khu 2 có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ. 2. Thượng tá Dương Quang Hợp, Chính trị viên, Phó đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Quân khu 2 có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ. 3. Trung úy Lý Ngọc Tuyên, Công an huyện Bảo Yên đã băng rừng đưa thư tay của Bí thư huyện ủy Bảo Yên báo cáo lãnh đạo tỉnh về tình hình thôn Làng Nủ. 4. Trung tá Hoàng Đức Khoa, trưởng Công an xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, chủ động thực hiện cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh. Đặc biệt, Trung tá Khoa đã phối hợp với lực lượng chức năng vớt 10 thi thể, chủ động tham mưu, thực hiện giữ gìn trật tự hoạt động cứu nạn, cứu hộ tại thôn Làng Nủ. 5. Ông Cố Tiến Quang, công dân bản Múng, xã Tân Dương, huyện Bảo Yên. Trong đợt mưa lũ vừa qua, ông Quang không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, phối hợp với các lực lượng chức năng trực tiếp đưa 15 người bị cô lập trên sông chảy tại xã Tân Dương vào nơi an toàn, đảm bảo tính mạng cho người dân. 6. Ông Vàng A Sánh, thôn đội trưởng thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ, huyện Bát Sát. Ông Sánh đã di rời các hộ dân ra khỏi điểm sạt lở. 7. Bà Tân Sử Mẩy, trưởng thôn Sải Duẩn, xã Phỉ Ngan, huyện Bát Sát. Tình hình lũ quét và sạt lở nghiêm trọng. Đêm 9 tháng 9, bà Mẩy đã chạy bộ 2 km trong trời mưa to, đường sạt lở để tới trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, báo cáo tình hình của thôn để có hướng khắc phục. 8. Ông Giàng A Sử, trưởng thôn Cân Sư Sử, xã Cán Cấu, huyện Simacai. Ông Sử nhận thấy trong thôn có nguy cơ bị sạt lở nên di tản khẩn cấp 45 hộ với 224 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm khi mưa bão đang diễn ra, thực hiện tốt công tác cứu trợ cho bà con nhân dân. 9. Đại úy Trần Đức Trầm, nhân viên quân y Ban Chỉ huy quân sự huyện Bát Sát, trực tiếp tham gia vận động giúp bà con nhân dân thôn Phìn Trải 2, xã A Lù tham gia tìm kiếm cứu nạn với hơn 20 km đi bộ. Đại úy Trầm cũng mang thư của Phó Chủ tịch huyện Bát Sát về trình lãnh đạo các cấp. 10. Ông Sùng Xeo Phủ, Tổ trưởng Tổ dân phố Dìn Phàng, thị trấn Simacai, huyện Simacai, đã tích cực vận động nhân dân sơ tán và di chuyển tài sản giúp nhân dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.